Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ bao ký ức đẹp của người dân thành phố, trải qua hàng trăm năm trường tồn và phát triển, thách thức thời gian, và nó luôn là một cái điểm tham quan lý tưởng của du khách thập phương. Bưu điện thành phố là một trong những công trình được người Pháp xây dựng vào thế kỷ thứ 18, đặt nền móng cho cái nền đô hộ tại miền Nam Việt Nam. Điều đặc biệt là công trình này được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Eiffel. Chào mừng quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Quang Huy Villa. Hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý nhà đầu tư một trong những cái bất động sản dòng tiền góc hai mặt tiền đường Hai Bà Trưng và giao lộ đường Trần Quốc Toản, với cái địa chỉ là 349 đường Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, ngay đối diện với khu vực chợ Tân Định và đối diện với bệnh viện của quận Bình Thạnh. Đây là một trong những cái bất động sản dòng tiền hiếm hoi và vị trí đắc địa còn sót lại tại cung đường này. Bất động sản trên thì có cái đặc điểm như sau: bề ngang là 8,6, sâu 16m, với hai căn nhà phố liên kế, kết cấu là 1 trệt, 3 tầng lầu không có hầm. Đây là cái không gian của lầu 1 của bất động sản đang chào bán, hiện tại thì đang cho hãng cà phê Trung Nguyên Legend thuê với cái mức thuê là 187 triệu một tháng, và hợp đồng thì còn hạn đến 21 tháng 1 năm 2024. Bất động sản trên thì mặt chính là hướng đông, mặt bên hông là hướng tây. Hôm nay tôi đang quay cái video này vào bây giờ 3 giờ chiều cho nên khách còn đang rất là thưa thớt. Trong buổi sáng ở đây cực kỳ là đông đúc, với thiết kế máy lạnh âm trần và không có thang máy. Tất cả bên này thì hiện tại đang được công ty Trung Nguyên khai thác cho thuê toàn bộ các mặt bằng này. Đối diện với cái bất động sản này là khu vực chợ Tân Định và cách với cái nút giao của đường Võ Thị Sáu và đường Hai Bà Trưng khoảng độ 300m, cách nhà thờ Tân Định khoảng độ 200m, và từ đây di chuyển về trung tâm của khu vực nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, cách chỉ khoảng độ 3km thôi. Với cái mức giá tại thời điểm tháng 12 năm 2023, gia chủ đang chào bán 130 tỷ và sang hợp đồng thuê. Bất động sản này thì hiện tại nó là hai cái căn nhà liên kế đập thông và có hợp khối, với tổng diện tích bề ngang là 8,6, sâu là đi 16m, hai mặt tiền đường, diện tích đất công nhận trên sổ là 136m2. Pháp lý thì sổ hồng cá nhân, hoàn công đầy đủ, giao dịch ngay trong một nốt nhạc, và hiện tại thì gia chủ cũng không đang cầm ngân hàng, nhưng mà do lý do là người ta cần tiền để đi định cư cho nên cần chuyển nhượng trong tháng 12 cũng như tháng 1 năm 2024. Quý nhà đầu tư nào có nhu cầu thì inbox cho anh em chúng tôi để được xem pháp lý, tham quan thực địa cũng như là đàm phán giá trực tiếp với gia chủ. Video của chúng tôi sẽ kết thúc sau vài phút ghi hình để cho quý vị và các bạn có thời gian để thưởng thức âm nhạc cũng như là cảm nhận, đánh giá, phân tích cái tiềm năng của bất động sản dòng tiền trên ở ngay vị trí vàng tại khu vực trung tâm của quận 1, nút giao giữa khu vực quận Bình Thạnh, quận 1 và quận Phú Nhuận. Quý vị có nhu cầu quan tâm đến bất động sản trên thì vui lòng inbox cho anh em chúng tôi để được tham quan thực địa, đàm phán cũng như là thương lượng những cái điều khoản trong hợp đồng làm sao có lợi nhất cho quý nhà đầu tư. Quang Huy Villa, nhà tư vấn bất động sản trung tâm Sài Gòn.